Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trồng ảnh bằng folder ở trong Zarina Stacker. Để làm được như thế thì các bạn phải chọn sẵn những cái hình mình muốn trồng ấy. Mỗi một loạt hình mình sẽ bỏ một folder khác nhau các bạn nhé. Sau đấy các bạn bật Zarina Stacker lên và sâu bát đai inox này. Đấy, sau các bạn chỉnh như mình chỉnh đây. Số này các bạn để khoảng 80%. Sau đó các bạn lại bấm vào cái lever ở bên dưới. Map này là cái mà các bạn chọn trồng D map hoặc là P map, nhưng mà mình chọn cả hai D map và P map nhé. Sau đó thì các bạn chọn các cái folder mà mình muốn trồng, xong rồi add nó vào. Chọn run. Rồi đóng nó lại và đợi kết quả thấy các bạn. Cái này rất là tiện, các bạn có thể bỏ đấy cho nó trồng rồi nó sẽ lưu lại. Đấy dạng project đấy, xong rồi khi nào các bạn đi làm về hay là hết bận thì các bạn có thể lấy ra retouch và chỉnh sửa sau, rất là tiện. Cái phần mà retouch và hướng dẫn sử dụng Zarina Stacker thì mình có làm video trước rồi, mình sẽ để cái link ở bên dưới để bạn nào mà chưa biết thì các bạn có thể kích vào link đấy xem lại nhé. Đó, như vậy là nó đang sắp xong cái loạt đầu tiên của mình nhé các bạn. Như vậy là nó đã hoàn thành xong rồi đấy các bạn ạ. Mình đã trồng hai folder và hai loạt hình khác nhau ấy. Mình thấy nó rất là nhanh, tiện. Mình có thể vứt vào đấy cho nó trồng và mình đi làm việc khác. Quay lại mình có thể retouch và chỉnh sửa sau. Cái link mà cái bài hướng dẫn sử dụng Zarina Stacker mình sẽ để cái link ở bên dưới cho bạn nào mà chưa biết thì kích vào đấy để xem lại nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.